Buổi sáng xin chào tất cả anh chị em nhé. Đây là một cái cây sung mà tôi cũng làm một hai lần này anh em. Thì trước đây thì tôi cũng thành cây đấy anh em ạ. Nhưng mà có một thời gian đấy mình không chăm nó đấy, thì nó lại chết đi một số cành thì lại làm lại. Nói chung là mình sung này thì mình không phải chăm sóc kỹ lắm đâu, nhưng mà mỗi tội là do tôi nhiều quá là tôi cứ để cây này trồng lên cây khác đấy. Nhiều khi nó thiếu sáng, nó nằm ở dưới gốc cây khác nó thiếu sáng, là nhiều khi nó bị bỏ cành anh em. Thì đợt vừa rồi thì tôi có uốn định hình lại một lần, đợt này tôi làm lần thứ hai lại anh em ạ. Thì nói chung là cây này thì bây giờ nó thần hình thì mình chỉ điều chỉnh một số cái cành nó vào đúng cái vị trí và cái form dáng của mình theo ý của mình anh em ạ. Nói chung là sau cái đợt này thì gọi là chơi được. Tôi sau đợt này thì tôi nuôi cành nó to được một xíu rồi bắt đầu ép cho nó ra quả anh em ạ. Sung mà nói chung là cứ đủ nước đủ sáng mà chất trồng đúng thì làm nó nhanh lắm anh em. Nói chung cây cảnh mà mình làm cây mà mình cứ hay cắt lá nó đi thì nó chậm, cành nó chậm lớn anh em ạ. Nhưng mà khi cành nó già này thì nó sắp rụng rồi thì mình cắt đi thì nó bật mầm mới thì nó nhanh anh em ạ. Chứ còn khi lá nó non thì đôi khi làm video anh cho anh em ấy là mình cứ phải cắt lọc lá đi đây anh em, để anh em nhìn cho nó rõ đấy. Chứ còn đúng ra mà những cái cây mà tôi mà làm mà tôi không lên video là thì thường là tôi ít khi tôi xuống lá lắm anh em ạ, trừ khi lá nó già quá. Như tầm này là xuống cũng được này anh em. Ví dụ như anh em làm cây mà ví dụ như là cứ thỉnh thoảng ra vườn mà cái cành nào mà nó không ưng ý là anh em lấy cái dây kẽm anh em móc nó xuống là được. Lá cứ để nguyên vậy. Còn khi mà nó xuống lá thì phải xuống đều anh em ạ. Chứ còn cành mà cắt lá cành không thì nhiều khi là nó bật mầm không đều và gây nó không bật mầm nữa anh em ạ. Cắt thì cắt đồng đều luôn thì nó mới bật mầm đều được, nhưng còn cành đẻ cành không này thì người ta gọi là hiện tượng bị tịt mầm đấy anh em.
Đây cuối cùng tôi uốn xong rồi anh em. Thì video chia sẻ đây tạm biệt tất cả anh chị em nhé.